đơn sơ của mẹ con lòng. Chung trái tim ta đôi tay mẹ như tiếng ru như cơn gió đang cay ướt mắt, đôi bàn tay xưa của bao mùa lặng thầm chăm chú, đôi bàn tay thắt lại bao buồn xua đông xa. Trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình, tiếng của thầy Dương Giám Thị lại vang lên. Các em học sinh trước khi ra về nhớ đóng các cửa sổ, tắt hết quạt đèn và xếp hàng ra về ngay ngắn. Đi, về. Ê, Lộc, để đâu mày? Để tao gọi ba tao kia, ba tao chở tao mày về. Ờ, được á. Trời, nó dướng nè. Ba quý khách không đủ tiền để thực hiện cuộc gọi, xin vui lòng nạp thêm tiền. Ba mày nói gì vậy? Điện thoại tao báo hết tiền. Điện thoại xịn, nó đỡ không có tiền. Tao quên nạp. Nè, cho mày mượn nè. Trời ơi! Ê! Mày tính xài cái 1080 đến hết đời luôn hả? 1080 cái đầu mày, 1208. Mà mấy tháng này mẹ nó mua điện thoại xịn rồi. Ghê vậy? Alo? Ba hả? Trời ơi, con nè. Dạ? Ba có chứa con không? Sao ba? Nửa tiếng nữa hả? Nói vậy cho con nói chuyện với mẹ đi. Alo? Mẹ hả? Mẹ nói gì? Trời, mẹ thấy sống yếu quá mà. Dạ? Mẹ dứt em chưa? Chưa hả? Dứt đi, cho con nói chuyện. Ngoại mày về chưa? Ngoại tao đâu có đi đâu đâu mà về. Đi cãi mày. Làm cho điện thoại chùa để tao tự về được mày. Ê, ê, mày quên tắt điện thoại kìa, tốn tiền. Cảnh 4, tại nhà của mẹ con Lộc, người mẹ đang làm mâm cơm để cúng cha.
ông. Này nó lớn lắm, nó học lớp 8 rồi đó ông à. Ông có linh thiêng thì phù hộ cho nó được học hành tới nơi tới chốn, phù hộ cho tôi có sức khỏe để nuôi nó. Hôm nay là dỗ ông, tôi có làm món thịt kho trứng mà ông thích ăn nhất nè. Ông về ăn chung với mẹ con tôi cho vui. Mà cũng sắp tới về, nó đi về, học về rồi. Tôi xới cơm cho hai cha con ông. Thưa mẹ, con học mới về. Ừ, đây đi rồi ăn cơm con. Ủa, bữa nay ngày gì mà nhà mình có thịt mà? Thằng cha mày. Đây là dỗ cha đó. Vậy hả? Mà mẹ à, mẹ cho con tiền mua điện thoại mới đi. Chứ nguyên cái lớp phòng ai cũng có điện thoại xịn mà non thầy cũng bắp này quả xong thầy được. Thôi cái đó được rồi con. Ủa, nói tới mẹ cái mẹ hẹn lòng hẹn lượt với con. Mẹ có hẹn lòng hẹn lượt gì đâu, tại nhà mình lo không nổi. Không nổi gì không nổi, cha mẹ người ta thấy mà ham. Còn con xin mẹ cái gì cái mẹ nói này nói nọ. Thôi, để mẹ ráng làm cho công bằng với con nhà người ta. Mẹ hứa nha. Rồi, mẹ hứa, ăn cơm đi con. Thôi mà thôi, con no rồi. Thôi để con đi qua nhà lòng luôn. Ăn xíu nữa đi con. Dạ thôi con no lắm rồi. Đi nhớ về sớm nha con. Dạ. Ông thấy đó, làm chơi hết sức à. Mà thôi ông ăn chung với tôi chén cơm cho vui. Để mua điện thoại cho con, người mẹ nghèo khổ không quạt ngại nắng mưa, sáng đi thu mua ve chai, trưa bán vé số, và chiều người mẹ ấy còn kiếm thêm công việc, đó là giúp việc nhà. Ai chai dụ sách có cũ à?
giờ tôi hết trơn. Bực bội. Dạ cậu hai xin lỗi, hôm nay tôi tới trễ. Bà biết bà hẹn tôi mấy giờ không? Giờ mà mới tới. Công việc nhà ai làm? Vô làm lẹ đi. Gia đình tôi sắp đi làm về rồi đó. Dạ dạ. Dạ mà cậu hai cho tôi ứng trước nửa tháng lương đụng cậu hai. Gì? Bà làm được mấy ngày bà đã ứng lương? Nè, tiền tôi không phải là lá me lá mít, bà muốn lấy là bà lấy nha. Nghe chưa? Dạ dạ. Làm lẹ đi, đứng đó nữa. Sau một tháng làm lụng vất vả, cộng với số tiền lương ít ỏi, người mẹ ấy đã đi mượn thêm của bà Tư Rồn cuối xóm một người cho vay nặng lãi và mua được một chiếc điện thoại cho đứa con trai mà bà yêu quý. Trời ơi, chắc nó mừng lắm đây nè. Thưa mẹ, con học mới về. Ừ, con học mới về. Hôm nay đi học mệt không con? Dạ không. Con đi học có vui không nè? Vui gì đâu học. Thôi nhắm mắt lại đi, mẹ có cái này cho con nè. Cái gì mẹ? Thì con nhắm mắt lại đi. Rồi. Nè. Qua điện thoại. Ủa mà tại sao iPhone 4? Trời, nói mẹ rồi, mẹ cho tiền con đi, con tự đi mua. Mẹ có biết gì về điện thoại đâu mẹ mua. Thì mẹ cũng có biết gì về điện thoại đâu. Mẹ nhờ chú ba hàng xóm dẫn mẹ đi mua. Mà thôi xài đỡ cũng được. Mà mẹ cho tiền con mua thêm cái ốp lưng nha. Bao nhiêu vậy con? Dạ tầm 200. Thôi đi bữa nào đi, chứ giờ mày có còn đồng nào đâu. Thôi vậy cũng được. Ủa mà trưa nay mình ăn gì mà? Ê chết, nãy giờ mày quên nấu cơm rồi. Để mày đi nấu cơm chiên trứng cho con. Cái gì mà? Trứng nữa hả mẹ? Trời ơi, con trứng 7 ngày nay rồi. Mẹ cho con trứng với con học ngu luôn. Mà thôi khỏi chiên đi. Con đi qua nhà lâu con ăn cơm luôn. Sẵn tiện con khoe điện thoại mới nữa. Đi về sớm nha con. Dạ. Tao đi vô đường. Có điện thoại mới, Lộc hớn hở đến trường khoe cùng vật. Và hôm đó là chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8 tháng 3 của trường. Ê Lộc, không muốn đâu. Tao đố mày nè. Nay là ngày mấy? Ngày 8 tháng 3. Ngày 8 tháng 3 là ngày gì? Ngày quốc tế phụ nữ. Quốc tế phụ nữ, phụ nữ vui. Mày vui chi vậy? Tại vì tao có điện thoại mới. Đâu có coi. Trời ơi. Ê Lộc, giờ thế kỷ 21 mà mày xài iPhone 4 hả? Ai đâu xài? Người ta không xài, tao xài. Chết ai đâu? Thì không chết. Nè, mày phải xài cỡ tao. iPhone 7 Plus nè mày. Mẹ mày luôn. Trời ơi đẹp mày. Cự nữa. Ừ. Mày lướt đã tay lắm. Ừ. Nè. Ghét lắm được. Tư vấn cho mày nghe nè. Về nhà bán cái điện thoại này, xin tiền mẹ mày thêm. Mua điện thoại của tao. Tao đi mua cái iPhone 8. Ồ. Để tao nghĩ lại. Ừ. Mà có sắp có văn nghệ rồi đó. Thôi tắm mày vô coi. Đi coi văn nghệ. Rapper, rapper.
Và tiếp theo chương trình văn nghệ chào mừng ngày 8 tháng 3 của trường trung học cơ sở Nguyễn Thế Bình, xin giới thiệu Quang Tùng và Anh Vũ với ca khúc Rap Mẹ Tôi. Quyết định đem chiếc điện thoại đó đi bán. Chú ơi, chú ơi, chú, ở đây có bán điện thoại cũ không chú? Mày không biết đọc chữ không mày? Mày đọc bản chứ tao ăn đang sống. Mày đọc thức, mày đọc tên tao chi mày? Mày đọc chữ ở dưới á. À, thu mua điện thoại cũ giá cao. Vậy chú cho con bán lại cái điện thoại này nha. Đâu rồi coi. iPhone 4 thời này ai đâu mà xài. Mày định bán tao bao nhiêu? Dạ 3 triệu. 3 triệu dưới mày? 2 triệu thôi. Thôi chú, cho thêm chút đỉnh đi chú. Giá cuối 2 triệu rưỡi. Ờ, thôi vậy cũng được. Sau khi bán điện thoại, Lộc hớn hở về nhà khoe với mẹ và định xin tiền mẹ mua thêm chiếc điện thoại mới.
trời ơi, có cái kia mà xấu hoài cũng vô. Tỉnh dậy đi mẹ.